Em cũng nghĩ là một dancer tốt sẽ cần một môi trường tốt và một đồng đội giỏi. Em đồng ý. Con á đã làm ra đồng tiền nào chưa? Mà bài đặt yêu đương nhanh nhất. Một vài ngày vừa qua chắc các em cũng đã nghe một số tin đồn không hay về trường chúng ta. Tôi không cần biết. Nếu ông ấy làm tốt thì không để những chuyện như thế này xảy ra đâu. Còn ông á, lo dọn dẹp cái đống hỗn độn này đi. Muốn gì thì cứ nói thẳng ra, đừng có móc mỉa vậy nè. Ừ, thì tôi nói bà đấy. Lúc nào Khánh Linh đến bạn nghe khó chịu, không phải à? Nếu như mà Hailey biết thầy thích, chắc Hailey sẽ vui lắm. Thầy Khôi. Cô Ly. Alo. Mọi thứ đã bắt đầu. Trường La La đã hết thời rồi. Bây giờ là thời đại của Mimi. Sẽ đứng lên lại. Những người tôi che tay cao. Hôm nay bạn sẽ muốn nói gì? Sống cứ chết đam mê. Những người tôi che tay cao. Hôm nay bạn sẽ muốn nói gì?